Vâng, xin kính chào quý vị. Hiện tại thì tôi đang có mặt đây là xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai quý vị nhé. Thì nơi đây tôi có một lô đất là diện tích một mẫu, có căn nhà này luôn. Thì đây quay sơ trước căn nhà này. Và lát nữa tôi sẽ lên quay phía trên này sau. Bây giờ tôi sẽ xuống xem cái phía đằng dưới thì người ta nói là giáp sông. Ở đây có chuồng trại nuôi gà rồi. Theo bên này. Và theo cái bờ ranh này nha quý vị nhé. Bờ ranh này. Cặp theo này, vuông đây. Trên đất của mình thì con đường chỉ vô tới đất thôi. Đường chỉ vô tới đất thôi. Đấy, tới hàng rào kia. Tới hàng rào này, vòng này. Vòng xuống kia và dưới phía dưới này có sông quý vị nhé. Đây, tôi bắt đầu đi ra xem cái mé sông này như thế nào đã. Đây là diện tích một mẫu. Có cả bưởi nữa. Bưởi này. Diện tích một mẫu thì đang chủ nhà người ta đang bán mức giá là 3 tỷ cho một cái lô đất này. Sổ sách pháp lý rõ ràng quý vị nhé. Đây, hiện tại là cái phía này là sông này quý vị này. Đất của mình cập theo cái mặt sông này được cỡ chắc cỡ 100 mét thôi. Từ đây vòng qua bên này cỡ được cái cây to kia. Được chắc 100 mét theo chiều hướng sông này. Đấy. Và nhiều cỏ quá thì Văn Trung sẽ không đi xuống phía kia nữa quý vị nhé. Tôi sẽ tua lại cho quý vị xem. Đấy, phía dưới là cái chỗ dốc dốc kia là sông. Đầu nguồn của con sông Ray. Chảy về phía bên này là đập Lâm San phía dưới đây. Sắp tới con đập Lâm San ngay đây rồi. Cách cỡ vài trăm mét nữa. Bên này là người ta làm đập, nghe tiếng nước chảy ầm ào bên đây. Đập Lâm San thì nó sẽ vòng về bên Hòa Bình, sông Ray Hòa Bình và Bầu Lâm thì sẽ qua hướng này. Đấy, thì qua phía bên này là sẽ thuộc về đất của xã Tân Lâm thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị nhé. Còn bên này là thuộc về sông Ray Cẩm Mỹ Đồng Nai. Xin thông báo cho quý vị biết từ đây mình cách lên Long Thành thì cỡ 40 mấy cây thôi là tới Long Thành rồi. Cách Sài Gòn thì cỡ mấy chục hơn. Long Thành tới Sài Gòn 30 và mấy. Trên 70 cây, cách Long Thành, cách Sài Gòn trên 70 km. Cái lô đất này thì thật ra nếu như theo Văn Trung nghĩ là quý vị mua về để làm một cái khu nghỉ dưỡng, mình cập theo cái mé sông này có sông suối thì được, hoặc là mở cái trang trại chăn nuôi heo rừng hay gì đấy thì rất ok vì nó sát suối sát sông. Còn không thì quý vị cứ mua về để nói chung để làm nhà vườn thì cũng ok. Đất thì đường vô tới đất luôn. Còn lô đất này quý vị mà mua để phân lô thì tôi chịu thua nhé. Tại vì tôi chẳng thấy cái đường, tôi chẳng thấy cái tiềm năng phân lô là cái lô đất này không phân được. Vì cái đường nó chỉ vào tới đất thôi. Đấy, nhưng mà tôi sẽ thấy là cái tiềm năng là làm trang trại hay là làm chỗ cho quý vị nghỉ dưỡng ăn dưỡng lại tại đây, hít thở không khí trong lành thì ok. Đây có chuồng chạy gà, chuồng gà này, bên kia có nuôi dê kìa. Ở trên kia cũng có một cái chuồng gà trên này. Rồi. Ở đây mình có cái căn nhà này luôn quý vị nhá.
căn nhà mình vẫn còn nói chung là ở được. Đây, nhưng có những cái tảng đá sẵn đây. Đá này ở đâu mà nhiều ấy nhỉ? Đá này đá tự nhiên hay là đá ở đâu? À, vậy là khu vực này có cái giống kiểu là đá xanh này quý vị này. À, đá xanh giống kiểu chỗ này chắc có một cái mỏ đá ở đây đấy. Tại vì cục đá nào cục đấy to tướng luôn này. Đây cục đá rất là to. Đã. Vậy là chỗ này giống kiểu cái mỏ đá xanh. Đây chỗ này người ta nuôi cái chuồng gà, chạy gà. Gà đây. Đấy, rất là nhiều gà này. Đấy, đất mình cặp theo cái máy ác kia mà xuống tới sông theo hàng chuối này quý vị nhé. Hàng chuối này chảy dài xuống máy sông dưới kia. Đấy, con đường là tôi quay cho quý vị xem này. Đấy, đá này đá to tướng này. Đây còn có con bẹc dê rất là to này. Con đường này là xe ô tô vô được. Khu dân cư bên này có nhà, xung quanh rất là nhiều nhà. Nói chung là nhiều nhà. Và điện đóm ở đây, điện nước thì ok rồi. Thì cách ra từ đây ra cái lộ bê tông thì khoảng mấy trăm mét. Vài 300 mét gì đấy. Còn cách về trục lộ 328 thì cỡ 2 km. Cách về tỉnh lộ 765 khoảng cỡ 1 km. Đấy, đường dô là ô tô cũng vô được. Rồi xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Mức giá xin được thông báo lại là 3 tỷ cho cái lô đất này. Quý vị anh chị nào mua thì liên hệ ngay cho Văn Trung nhé.